Con tên gì? Con tên là Hoàng. Hoàng mấy tuổi? Con 3 tuổi. Rồi, nó mới có 3 tuổi. Mấy tuổi? Dạ, thưa cha, 8 tuổi. Rồi, được cái gì con nói cho mọi người nghe. Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Lan. Hiện nay con đang ở giáo xứ Kim Thượng, Gia Kiệm, Đồng Nai. Năm nay con 47 tuổi. Dạ, hôm nay con xin làm chứng là con chăm một bé trai này 4 tuổi, khi bé được 4 tuổi mà con thấy bạn bè con cái của bạn bè con cứ 1-2 tuổi nó đã biết nói, còn con trai của con thì 4 tuổi nó chẳng biết nói. Con dắt lên lòng thương xót Chúa, con xin Chúa mở miệng nó để nó nói được. Thế là thằng bé cứ từ từ là nó nói được. Bây giờ thưa cha, nó nói nhiều quá rồi ạ. Hallelujah. Dạ, ơn thứ hai là năm 2010 là con gái của con nó được 13 tuổi. Và mặt nó mụn nhiều, rất là nhiều, nó chồng chất lên. Thì con nghĩ là cứ để như vậy thì mặt nó rỗ hết thôi. Rồi trên trán nó thì nó lại có một cục bíu ở trên trán nữa. Thì con dắt nó lên đài Đức Mẹ, con xin. Thì con chỉ dám xin Đức Mẹ là chữa lành mụn trứng cá cho nó thôi, để cho nó có một nước da đẹp như bạn bè của nó vậy. Còn con không dám xin cái bíu. Thì Đức Mẹ đã chữa lành cho nó có một nước da rất là đẹp. Còn cái bíu thì con nghĩ là chỉ đưa nó lên bệnh viện mổ là hết ấy mà. Nhưng mà thưa cha, con đã đưa nó lên bệnh viện con mổ, mẹ chồng con dắt đi. Và khi giá chưa mổ thì cái bíu nó bé. Nhưng mà khi mổ rồi thì có chừng 2-3 tuần sau cái bíu nó lại đùn lên to hơn nữa. Thưa cha, lúc đó con hoảng quá. Con chạy sang con nói mẹ chồng con là bây giờ chưa mổ thì cái bíu nó còn bé, mà mổ thì cái bíu nó còn to hơn. Thì bây giờ con nhờ mẹ dắt con gái của con lên bệnh viện hỏi bác sĩ là nguyên nhân gì. Thì lúc đó bác sĩ mới nói là cái bíu này là cái bíu bẩm sinh, mổ không có được. Vì nếu mà có tiền ấy, thì cứ một tháng là đi mổ một lần là nó bằng đi. Mà thôi cứ để vậy đi. Rồi xong rồi đến khi con chịu thua và con lờ đi. Đến 2013 là cháu được 16 tuổi. Rồi nó bảo là bây giờ cái bíu của con này mẹ tính làm sao chứ. Cuối cùng làm sao? Và con đưa nó đi lòng thương xót Chúa, con khấn, con xin Chúa tẩy cái bíu nó bằng cái cách nào đó, vì con gái của con nó ghét cái bíu này lắm. Thì con nghĩ là hóa ra có Chúa rồi thì thôi cứ đi về rồi, việc ai người đó làm thôi, không có quan tâm nữa. Thì 2 tháng sau con gái nó bảo này mẹ, cái bíu của con bây giờ sao, có đi mổ chứ, giờ cứ để vậy à, cái mái của con lúc nào cứ để xòe xòe để nó che cái bíu đi à. Vậy đến khi con đi bảo bây giờ khó thác rồi chứ. Thôi, cuối cùng sao? Vâng, rồi đến khi rồi... Cuối cùng sao? Vâng, thì đến thì Chúa bảo đêm nó ngủ nó mơ, Chúa bảo. Thôi, cuối cùng thì sao? Cái bíu có còn hay không? Và đến khi bác sĩ đưa đi mổ, bác sĩ bảo cái bíu này rồi cứ đưa đi mổ. Bây giờ còn hay không? Dạ, còn hết rồi thưa cha. Và đi mổ bây giờ thậm chí cái bíu nó còn không có sẹo nữa thưa cha. Hết chưa? Dạ, hết rồi. Ôi, hallelujah. Rồi, đây cho gửi tặng cho con. Đưa được cái bíu làm hồi hộp quá, tưởng cái gì đấy như mà bom nguyên tử nó nổ. Đây tặng cho mình cái máy 365 bài giảng nha. Đây tặng cho con bé có tâm như lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt nha, tặng cho con. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, rồi bé.